Thưa quý vị, hiện giờ là 3 giờ 30 phút sáng ngày 28 tháng 10. Không khí tại khu quốc tế Dung Quất hiện giờ thì gió thì khoảng trên cấp 6 và hiện tại thì mưa rải rác, không mưa lớn lắm. Và chúng tôi liên lạc được với anh Lương, giám đốc cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi tại khu vực cảng Dung Quất, thì đến thời điểm này chưa có xảy ra tai nạn nào hay là những cái việc nào đáng tiếc tại cảng, và tất cả những người trực ở đây cũng đang theo dõi tình hình. Mưa thì đang rải rác, thưa quý vị, rải rác tại khu lại tại khu tế Dung Quất, và hiện giờ thì mưa đã lớn dần. Bắt đầu bây giờ thì mưa bắt đầu nặng hạt hơn, và gió thì theo từng luồng gió cũng bắt đầu mạnh lên tại khu kinh tế Dung Quất. Dung Quất, tức là tại trụ sở của ban quản lý khu kinh tế Dung Quất ở khu công nghiệp, thì xung quanh đây chúng ta thấy được sức gió cũng như lượng mưa hiện giờ, và gió cũng đang có dấu hiệu tăng cấp tại khu kinh tế Dung Quất.